Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay ấy là cây sầu riêng này ấy là em Thiện sẽ xử lý ra bông cho mọi người nhá. Thì trước tiên mà xử lý ra bông cây sầu riêng ấy thì em sẽ tỉa những cái cành vượt ở trong để cho nó tạo thông thoáng. Cái thứ hai ấy là em Thiện sẽ bỏ phân ở phía dưới gốc nhá mọi người. Mọi người đến để có thể tư vấn hỏi tư vấn một chút về kỹ sư Phước để xem coi là kỹ sư Phước làm cây này như thế nào nhá. Kỹ sư Phước hiện tại là kỹ sư Phước đang làm cái gì vậy ạ? Thì có thể chia sẻ cho mọi người biết được không ạ? Tại mình hiện tại thì mình đang là tỉa cái cành sầu riêng này để cho nó bớt rậm rạp đi, để cho nó đồng thời để nó giảm mà cái lượng dinh dưỡng vào trong những cái cành này, để nó chuyển sang cái những cái mầm mắt cua và hoa sắp tới để nó nuôi. À, một cái cây ấy nó có rất là nhiều cái cành như vậy thì như thế nào để mà kỹ sư biết để mà lựa chọn để mà mình nên tỉa như thế nào để cho nó đạt hiệu quả? Thì thường thì một cái cành chính của nó như vậy ấy, thì mình sẽ tỉa tỉa tính từ thân tỉa ra Đây, để quay chi tiết cho mọi người xem nhá. đây đây như giữa đây này đấy, tính từ thân ra là cỡ khoảng 1 mét, 1 mét là mình tỉa hết đó. Mình sẽ tỉa hết những cái này này, mai sau này những cái này nó sẽ ra cái nhú, những cái mắt cua ở đây Quan sát ở đây nhá. đó. À, vậy là những cái này này nó sẽ ra mắt cua ở đây. Đấy, mắt mắt cua nó sẽ nhú ra đây, đấy nó sẽ nhú ra hết cái rè này. Thì thường thì cái cành này, vì cái cành này nó cây đây là cây suy, cành cây này cũng được 8 năm rồi nhưng mà nó suy cho nên là cành nó không được to, vì vậy cho nên một cành này mình chỉ để khoảng 3 trái đến 5 trái thôi nhá. Thì mình để trái thì nếu như mà khoảng 3 trái đến 5 trái thì mình để cỡ khoảng từ đây ra tới đây là đủ rồi, cho nên là ở bên ngoài đây là mình không cần phải để trái. Vậy là hiện tại là kỹ sư Phước là đang là tỉa cành để chuẩn bị cho cái công việc là tạo mầm. Vậy thì khi mà chúng ta tỉa cành xong ấy thì bước tiếp theo ấy là kỹ sư Phước là sẽ làm gì ạ? Thì có thể cho mọi người biết được không ạ? Thì sau khi tỉa cành xong thì mình sẽ bắt đầu mình bón phân kích bông, kích nhú mắt cua cho nó. Đồng thời mình sẽ tưới một số loại phân bón, đồng thời mình sẽ tưới nước để cho nó hòa với cái phân đấy ra. Là sau 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 đó là mình sẽ duy trì và mình sẽ xiết nước. Vậy là kỹ sư Phước có thể là nói chi tiết không? Ví dụ như là lúc nãy là có nghe nói là kỹ sư Phước nói là bỏ phân ba số cộng với lại phân gì vậy ạ? Thì phân thì mình sẽ kết hợp giữa phân ba số cân đối và phân supellan trộn chung vào với nhau rồi mình sẽ bỏ cho nó giúp dễ dàng tạo ra mắt cua. Liều lượng của cái cây này ấy, thì mình bỏ như thế nào thì là đạt chuẩn kỹ sư Phước? Thì đối với cái cây này ấy, là một cây 8 năm, nếu như mà đúng theo cái loại cây 8 năm mà khỏe ấy thì mình sẽ để phân cỡ tầm từ 2 kg ba số năm và ba số cân đối và 2 kg phân lân thì trộn chung vào với nhau. Còn tùy vào tình trạng của cây, ví dụ như cái cây là của mình là 8 năm nhưng mà nó không có được, nó suy cây, nó bé thì cho nên mình chỉ bón cho nó 1,5 kg ba số và 1,5 kg phân lân thôi. Còn tùy nếu như mà cây lớn hơn nữa thì mình có thể bỏ 2,5 kg hoặc là 3 kg mỗi loại. Vậy là vừa xong ấy là em Thiện và kỹ sư Phước vừa có một cái cuộc nói chuyện để tạo tỉa để giúp cho tạo mầm cây đó mọi người. Thì cũng là cho mọi người theo dõi cái cây này nó sẽ tạo mầm như thế nào thì em Thiện sẽ cập nhật liên tục để cho mọi người theo dõi. Thì video em xin kết thúc tại đây. Cảm ơn mọi người đã xem video này. Hãy theo dõi mình để biết được là cái quá trình cây sầu riêng này nó sẽ tạo mầm như thế nào nhé. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người sang video tiếp theo.